chú quay được mà. À đây nè, đây là một đứa em mà hôm rồi về Việt Nam ghé thăm anh, tặng cho anh bình qua toàn là tắm tiền thôi không. Hai hai đứa em này là từ ở Brisbane luôn á, xa lắm. À, các bạn còn lái xe lên trên này xa quá. Đó. Bây giờ cái chụp không? Chụp tắm đi ha. Anh bây giờ bấm ngưng đi. Đây, bắt đầu bắt đầu rồi đó. Đây nè, action ba, trực tiếp chưa? Đó rồi, anh quay phú đi, phú rồi, nói chưa? Rồi em cứ lái xe đi. Chào cái nhà nha. À. Đi rất là vui trên tuyến đường đi Wollongong từ Sydney cùng với gia đình anh Châu Thanh, đó là cũng là thần tượng của Phú nha. May mắn hơn nữa thì có chị Cẩm Tiên với anh Đức, là vợ chồng của chị Cẩm Tiên, anh Đức cùng đi chung. Mình vừa là tài xế cũng kịp là hướng dẫn luôn nha. Anh chị em nè, bởi dưới xe mà có cần hỏi gì thì cứ hỏi Phú. Wow. Sẽ trả lời hết. Wow. Sau mấy năm làm hướng dẫn, đây làm lại mà làm hôm nay làm đặc biệt mới ghê chứ. Còn đây là đặc biệt cho làm cái show này hơi đắt nha. quay xuống dưới là quay xuống là có chị Cẩm Tiên, có chị Ngọc Huyền Châu là vợ của anh Thanh, có anh Đức, có bé Ngọc Tiên là con của Ngọc Tiên, của anh Châu Thanh, có ca sĩ gì kia nữa kìa. Đó. Đây là chị Huyền. Hôm nay mình mẫu hậu của Châu Ngọc Tiên. Cho mọi người xem kangaroo. Kangaroo rất là khó tìm nhưng mà phải vô cái sở thú mới có. Nhưng mà nếu mà đi camera về hướng về phía tây của Đức Úc á, là đi dọc đường thấy nó chết đầy rồi. Tính wow. Tính cái số lượng mà kangaroo nằm ngoài đường tính không hết luôn. Wow, dạ. Chạy ra chạy ra chứ. Nhưng hôm nay ở dưới Sydney này cũng thiết lập còn có tiếng đồng hồ sẽ tới Wollongong. Mình sẽ tới gọi là Wobilo Wobop Park. Đó là sở thú. Sẽ vào thăm mấy chú kangaroo và thích mấy chú kangaroo. Trong thăm em bé kangaroo ăn đó. Trong một tên live show với kangaroo ha. Dạ. Con phải hát cái luôn cho kangaroo nghe. Với MV với kangaroo minh họa. Lát nữa sau khi một tiết mục sở thú rồi mình sẽ đi ngôi chùa gọi là Nang Tiên. Chùa lớn nhất ở nước Úc luôn á. Của người Việt mình hay người ta? Nó Thái Lan như là của Đài Loan rồi sao? Nhưng mà kiến trúc là người Tàu, nhưng mà có một số nó hỗn hợp vô với là kiến trúc của Tây phương. Thập niên 90 thì mấy chính phủ bên Hồ Lô Công tạo cái lô đất đó người ta xây lên. Đây là miễn phí vào cổng, ở bên bước ngoài cái tầng không vào đó, ví dụ mua thắp nhang là phải mua nhang đó. Chùa Nam chùa Nam Tiên á, là phải sao mua là đẹp. Ý là mua nhang mình tùy tâm mình đó mà, 5 đồng 10 đồng. Sau khi đi Nam Tiên quay phim chụp hình rồi mình sẽ đi một nơi rất là nổi tiếng đó là Kia Mà. Đi từ đây là kangaroo nha quý vị. Đây, mời cả nhà vào. Đi, anh Đức chồng chị Tiên, đi, rồi, Thanh. Tôi đã tới vô của Nguyên Thú.
không có một số dùng thuốc đâu có căn ruồi ấy đâu mà đi mình đi đúng chỗ không đâu ấy đâu à. Không ấy đâu đó là hả nó đó, đó. Đây nè nó có túi luôn đó đây 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 chị đây đây anh ơi lại chụp em cái coi kìa cho một tim đâu cho đồ ăn ấy cho đồ ăn đó là baby baby mày hiểu quá luôn hiểu hiểu chỗ nào quay quay nè đâu đâu em muốn quay hàm muốn chọt kìa 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 áp phít đấy kìa ê không 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 hiểu đâu nè sợi dây đen lối kẹt đen lối nào like this ah yeah 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 show show her chị ông chỉ ra cho chị tiên chụp đó gì á đưa cái tay vô cho chụp chụp đi đang quay đó đó quay hả quay nha đói bụng quá đói bụng quá đói bụng cái thương quá đói bụng quay không để cho nó chạy vậy cho nè có nè để đứng đây nè quay tí vô tí đây chị Tiên đang nhìn cho căn cu ru ăn nha hết rồi cu ơi tới 4 con 5 con 5 con luôn chụp đi cho bơi hình đi you can be the one to distribute. Thank you. That. One each year. So remember, just feeding down low. Yeah, Darwin, take photo. Feed up here. Thank you. Scratch, okay. Là kế bên đó nó mới có cái. So yeah, feed down low. Giờ hơi nắng rồi ông thầm á. Hello bé. Đang. Ủa cái đố bụng lên nó nhảy lên, nó nhảy lên rồi. Tắt bóp. Đây này, đây là đúng rồi. Cái đó là feed nè. Nè. Ít thôi. Ô nó bụng. Nó đòi ăn nè. Yeah, keep down, keep down. Keep. Đau gì đây? Đỡ gì nè, xong rồi chụp hình. Đỡ gì xong chụp hình. Ok. Cắt bớt đi, bỏ túi bớt đi đỡ dành. You guys sell this one? Yeah. Oh no. That's how they get the kangaroos off exhibit at the end of the day. I know. Sometimes food for them. Yeah, you one by one. Maybe you might have one more. Can you have one more? No, that's all. Yeah. Thank you. Like, thank you anyway. Awesome. Thank you very much. Yeah. Thank you very much. Chấm. Đói bụng đi. Đói bụng nè. Hello bé nè. So what they do is they lick their forearms because they can't sweat. Yeah. Because they can't sweat, they lick their forearms in the breeze. Yeah. So it works a bit like an air conditioner. So they just licking, don't worry. Yeah. The foot to the air, so cute. Lovely. Phải có đồ ăn không nó bảo nó chạy kìa. Lấy con bé Tiên à Tiên, con nghe, cái hộp á. Cái Tiên đưa cho mọi người một miếng thịt mình. Just feeding down low, yeah, like you hold your hand up like this, they will try to get at it. Yeah. And a licker hết á. Đây, căn cu ru nha. Căn cu ru nha. Rồi xét xuống vô đây nè. Lấy một cục, lấy xét xuống cái chừng này, nhảy lên. Yeah, camera. Xin một cục khoai tiên. Bé tiên lấy một cục khoai hạn chế mua người một cục khoai. Đưa nó hả? Mình đỡ cầm xét cái miệng này đỡ tay này xong lấy chụp hình. Mở nhạc lên nhảy lên đi. Mở nhạc lên. Mở nhạc. Chị tiên like đi. Chị tiên like đi. Đang chờ đợi nha. Xin chào đại gia đình. Giường thú của nuôi còn những con căn cu ru nè cả nhà ơi. Đó, quý vị nhìn đó. Thấy dễ thương không? Đó. Cẩm Tiên và Ngọc Huyền Châu đang cho ăn. Và Phú. Nghe lớn. Đang quay nè. Cái này cho lạ anh ta mấy người khán giả sẽ thích.
hai kia. So what they do is they lick their forearms because they can't sweat. And because they can't sweat, they lick their forearms and then the breeze. So it works a bit like an air conditioner. Dùng cổ nó đi. Xin chào đại gia đình. Hôm nay thì mình được đến cái vườn thú của nuôi còn những con kangaroo nè cả nhà ơi. Đó, quý vị nhìn đó. Thấy dễ thương kìa không? Đó. Đó, Cẩm Tiên và Ngọc Huyền Châu đang cho ăn. Và Phú. Đang bấm nè. Nghe lớn, nghe lớn. Đang quay nè. Cái này cho lạ anh ta mấy người khán giả sẽ thích. Hai kia. So what they do is they lick their forearms because they can't sweat. And because they can't sweat, they lick their forearms and then the breeze. So it works a bit like an air conditioner. Dùng cổ nó đi. Rồi bây giờ thì xin chào cả nhà mình nha. Chút nữa mình mở nữa ha. Chút nữa thì sẽ đến cái khu vườn có nhiều sở thú mà nên nhiều con không chứ. Coi cô con cola nãy là cola. Ông mấy nó có cái bản đồ nãy ai cầm đâu. Trong này còn mấy con ấy nữa mà thấy frog đồ này nó nhiều. Còn có gì nữa? Coi trong bản đồ coi. Đâu, kangaroo không nhảy, mình nhảy. Kangaroo như mình nhảy. Đó, cây sĩ nhảy đó. Kangaroo không nhảy cho mình. Đúng. Kangaroo không nhảy, mình nhảy đi. Kangaroo không nhảy, tôi nhảy. Nhảy, quý vị. Đấy, tôi nhảy. Từ ngày hai đứa yêu nhau mà ướt thật nhiều. Từ ngày hai đứa yêu nhau mà ướt bao nhiêu. Kêu kangaroo lên nó nhảy. Quá xa xôi. Đó bây giờ mới quay đó. Đây. Sao cái treo cái nhà. Đây. Cho sim ai đây nha cả nhà.
Đây, cô nào đây? Hello nè, chị. Hello. Ừ. Hôm nay đi cả gia đình đi sư Phú. Gia duyên của Phú và Trâm. Hai người bạn mới vừa quen. Hai người bạn rất dễ thương, dễ mến, dễ gần. Đã dẫn phái đoàn gia đình của anh Châu Thanh cùng gia đình của nghệ sĩ Cẩm Tiên. Hai gia đình chúc em từ Việt Nam qua đây chơi hai tuần lễ. Phú và Trâm đã dẫn chúc em đi coi những con kangaroo của xứ sở nước Úc. Rất là dễ thương, dễ mến. Cảm ơn Phú và Trâm rất là nhiều đã cho anh Châu Thanh và Cẩm Tiên cũng như Ngọc và Quyền Châu và Châu Ngọc Tiên và một người bạn được ngủ chung nhà, chung giường với tôi lắm đó. Được chiêm ngưỡng, được mở rộng tầm mắt, được thưởng thức, những được nhìn thấy tận mặt, tận tay những con kangaroo dễ thương. Em chỉ nghe thôi, bữa nay mới thấy tận mặt, em được rờ con kangaroo dễ thương. Rờ nó và nghe mùi phóng tỉnh. Và đặc biệt nghe một cái mùi. Mùi mà không tưởng tượng. Không tưởng tượng ra. Đây đây. Chị Ngọc Hiền Trân. Đây anh. Hai đây. Anh đến chào. Chào tất cả các bạn. Chào Thanh. Hôm nay chị vô vô chị. Chơi. Rồi xin cảm ơn em và xin chào cả nhà mình cùng tiếp tục cuộc hành trình nha. Cái gì? Võ Trâm. Trâm Minus. Trâm Phú đây gì đây? Trâm nghệ sĩ. Nghệ sĩ có tên mà không có tuổi, có tuổi mà không có tên nổi tiếng. Rồi đi 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 tiếp đi tiếp. Đi tiếp qua đây coi. Đi. Đây dài quá. Không này là đây dài. Rồi giới thiệu đi nè, giới thiệu gì mình đi nè, giới thiệu gì anh Hứa Giáo Nguyên nè, đi Đức Phú giới thiệu đi, vô. Mới stream okay. Chào cả nhà, hôm nay phái đoàn từ Việt Nam qua, đó là gia đình anh Hứa Châu Thanh và gia đình Nguyễn Cẩm Tiên. Mình có nhân viên là đến với Sydney, nên Trâm và Phú có xuống thăm gia đình. Rồi có gặp gỡ và hôm nay thì có thời gian thì dắt mấy chị cả nhà đi xem kangaroo và fit kangaroo. Mình mới fit kangaroo bây giờ đi dạo một vòng, sau đó sẽ đi ngôi chùa lớn nhất ở nước Úc là Nam Tiên, sau đó là đi Blue Hole, Chia Ma nha. Mọi người tiếp tục theo chân đi nha. Đây cô làm thấy đó chị. Can you see the lady? Chỉ có nước Úc mới có thôi nha. Ừ, nước Úc mới có. Cá vườn chuối đây. Cái cây chuối nha quý vị nè. Trời ơi, Thanh đó nè. Chuối, chuột túi, vườn chuối. Cái chuối. Cái chuối Việt Nam nhiều lắm em. Chuối Việt Nam. Ở đây kiếm chuối gì. Cái chuối là khó. Nè, cắn mùi cái trái kìa. Con gì đâu, không thấy con gì nữa đâu trời, đi hoài vậy. Tôi thấy con gì nữa đâu. Chủ yếu là con kangaroo á. Cola là con nãy mình thấy trên cây á. Nó rộng lắm, nó dài rộng lắm. Dài rộng lắm mình đi chứ nào. Mình lên nó lưa thưa, nó ít vài con à, nó không có nhiều nha. Cola nè, bandas nè, còn cái con ấy nè, gấu trúc nè. Gấu trúc nữa, còn gấu trúc. Con gấu. Nó không đi không nổi kìa. Cho anh nghỉ. Chứ không đâu không đi không được. Các con gì đâu. Con bạc nữa nè. À, nhiều lắm á chung mà. Nhưng mà cho bảo đâu thấy con cola nãy nó lát quay lại thấy. Xa lắm. Tuốt trong rừng rồi chứ.
đây quá. Thôi vô đi nữa. Thôi là... Đây. Cô la là con nãy ngồi á, ở trên cái cây á. Bò bạch á, con nó giống heo à. Xa quá, đi mỏi chân rồi đi mệt rồi nha quý vị khán giả thông cảm nha, đi 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 mỏi chân mà chưa thấy cái con gì, mới có con kangaroo, con cắt kè kìa quá, con cắt kỳ nhông á. Kỳ nhông đừng tới gần nó quá. Nó phụp á em. Kỳ nhông á. Kỳ nhông á, kỳ nhông này. Đang gấu trúc nè. Đâu? Gấu trúc đây nè, nhưng mà phải vô trong kia mới thấy nó. Thôi tắt ọp. Hết nè rồi. Thấy con gì đây không quý vị? Đó, con là cô la đó. À, nó đang ngủ, nó đang ăn, đang lé. Cô la đây, nó đang sleep đây nha quý vị. Nó đang ngủ đây. Wake up. Hello. Ôi này bé ú ú à. Nè. Ôi nằm gì ngủ thế làm trên trời. Nè thấy, nè thấy rồi thấy. Ô hài bia. Ngủ vậy lẹ vậy du. Tiếu đi chứ, thức dậy à. Ngủ kỳ vậy trời. Ông đây ngay kìa, vô đi lấy đi bộ quá. Nó luôn mà nó gần hơn. Đó, chào cả nhà nha, đây the destination tiếp theo đây, đường bây giờ đường vắng không tên, đây là lên chùa Nang Tiên nha, chùa lớn nhất của nước Úc nha. Cái hỏi cái dưới kia đi chưa không nổi. Hello Mickey. Quý vị mệt rồi, đuối rồi, đi lên từ chứ mấy ca sĩ nghệ sĩ rồi đuối rồi, ca sĩ đã mất rồi, giờ còn hai đứa mình thôi, ca sĩ phụ và ca sĩ chính đã mất hết trơn rồi, còn ca sĩ phụ không à, ca sĩ chính nữa đâu hết chừng, đuối rồi. Đèn lên. Ghê quá, chị Tiên ơi, theo trời. Mới lại chứ. Ca sĩ chính đuối rồi, đi hết nổi. Còn hai ca sĩ phụ đi theo mình đi.